Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Tạp chí Người Việt Nam. Và hôm nay trên tay mình đây là một mẫu sản phẩm tầm trung mới vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Nó có tên là Xiaomi Mi A3. Và với chiếc Mi A3 này thì mình đã có 2 ngày để có thể trải nghiệm được toàn bộ tính năng mà chiếc Mi A3 này được trang bị. Lần đầu tiên mình phải khẳng định đây là một thiết bị mà mình cực kỳ hài lòng với mức giá khoảng 5,9 triệu đồng. Và nó mang cho mình rất nhiều cái hứng thú khi mà sử dụng. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi xem qua về phần ngoại hình. Mi A3 sở hữu một thiết kế có thể nói là mỏng, nhẹ và rất là gọn. Các bạn có thể nhìn thấy mình cầm trong bàn tay hoàn toàn là vừa khít. Đó. Và tất nhiên các cạnh viền này đều được làm cong và nó làm bằng nhựa thôi. Tuy nhiên thì cảm giác rất là chắc chắn. Kết hợp với cái mặt lưng mình cũng không rõ đây là nhựa hay kính nữa. Mình như đoán đây có khả năng là nhựa. Tại vì gõ. Nhưng tuy nhiên thì Mi A3 hoàn thiện cực kỳ tốt và mình cũng không thấy cảm giác là quá bị rẻ tiền. Mà máy vẫn cực kỳ đầm chắc. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình kích thước là 6 inch. Tuy nhiên thì độ phân giải đã được rút gọn từ thế hệ Mi A2 trước là Full HD xuống chỉ còn là HD mà thôi. Và khi mà sử dụng thì các bạn sẽ nhìn rõ những cái điểm rỗ trên màn hình này. Tuy nhiên thì đây không phải là một thứ mà đánh đổi quá nhiều bởi vì là mang lại cho chiếc máy này một thời lượng pin cực kỳ tốt và mình sẽ nói ở phần sau. Màn hình này thì có độ sáng tốt và cái độ bão hòa màu rất là cao. Và có một điểm tùy người thích hay không thích đó là cái màn hình này nó sẽ rực rỡ hơn bình thường một chút. Vì vậy khi các bạn chụp ảnh hay chỉnh ảnh trên này thì các bạn sẽ phải chú ý tăng độ tương phản lên một chút bởi vì nó sẽ hơi đậm hơn bình thường nếu các bạn xem trên máy tính hoặc những cái thiết bị khác. Ở phía trên này chúng ta vẫn có cái giọt nước để chứa cái camera selfie. Trên camera selfie đó là một loa thoại được giấu khá là kín và chắc các bạn có thể nhìn thấy cái viền của máy thì cũng khá là dày. Đây là một điều bắt buộc các bạn phải chấp nhận đối với cái smartphone phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Một trang bị cực kỳ đáng giá nữa trên chiếc Mi A3 đó chính là cảm biến vân tay tích hợp ngay trong màn hình. Thì đây chỉ là cảm biến quang học mà thôi, tuy nhiên thì cũng là một điểm đáng khen của Xiaomi khi đã tích hợp vào một chiếc máy ở trong phân khúc này. Và cảm biến vân tay của máy thì nhận diện không quá là nhanh, tuy nhiên thì rất là tiện lợi. Các bạn chạm cái thì cũng ăn liền à. Đó, nó chỉ chậm hơn cái vân tay truyền thống một chút mà thôi. Mi A3 thì thực chất là một phiên bản quốc tế của chiếc Mi CC9e ở thị trường Trung Quốc và nó sẽ thay đổi phần mềm bên trong để cho phù hợp với thị trường quốc tế và cụ thể ở đây là thị trường Việt Nam. Nên các bạn sẽ không gặp cái giao diện quen thuộc của MIUI của Xiaomi ở đây và nó là chạy Android One của Google. Vì vậy là những cái thao tác thì cũng cực kỳ là mượt mà và không thua kém gì so với MIUI cả. Toàn bộ ứng dụng thì nó sẽ được show ở bên này, đó, vuốt sang. Và đa nhiệm thì các bạn hãy vuốt lên như này. Còn nếu mà mở ứng dụng bên trong nữa thì bạn vuốt lên lần nữa. Đây. Đây là thanh thông báo. Cực kỳ là đơn giản. Còn về giao diện cài đặt thì nó cực kỳ quen thuộc đối với những bạn nào mà đã từng sử dụng qua những chiếc điện thoại sử dụng Android One rồi. Cái biểu tượng cực kỳ là đơn giản và cũng rất là màu sắc. Nói chung về phần giao diện sử dụng của thuần Google nên là nó sẽ không có quá nhiều điều khác biệt. Những cái ứng dụng mặc định quan trọng như là camera thì đã được Xiaomi thay đổi là giao diện camera của Xiaomi. Đây là một điều cực kỳ đáng khen bởi vì cái Google Camera thì mình thực sự là mình không khoái lắm bởi vì nó hơi bị ít tính năng. Với những người nào mà yêu cầu một chiếc máy đơn giản sử dụng hàng ngày thì Android One hoàn toàn có thể đáp ứng cho họ hoàn toàn đầy đủ những cái tính năng cao cấp ở trong này. Ở mặt lưng, Mi A3 nổi bật với cụm 3 camera rất là lớn ở đây. Logo Xiaomi thì rạch dọc ở đây. Đèn flash thì được đặt ngay dưới cụm camera này. Hệ thống camera này thì bao gồm một cảm biến chính với độ phân giải là 48 megapixel, một cảm biến góc rộng với độ phân giải là 8 megapixel và có thêm một cái cảm biến để đo độ sâu trường ảnh. Với camera selfie thì chúng ta sẽ có độ phân giải lên tới 32 megapixel, cực kỳ là lớn. Và tất nhiên những cái hệ thống camera này thì cũng đều được tích hợp AI hết. Ở cạnh trên này chúng ta sẽ có cổng 3.5mm này, cổng hồng ngoại và một mic thu âm phụ này. Cạnh dưới thì sẽ chỉ có cổng USB Type-C và hai cái giải loa ngoài. Tuy nhiên thì chỉ có giải bên phải này là giải thật thôi, còn bên đây chỉ là trang trí và là giải giả. Ở bên phải thì chúng ta sẽ có các phím như là âm lượng hoặc nguồn và bên trái thì sẽ chỉ có hai SIM mà thôi. Nhắc tới Xiaomi Mi A3 thì chắc chắn là mình sẽ muốn nói ngay tới cái khả năng chụp hình của máy bởi vì đây là một chiếc máy chụp hình cực kỳ tốt trong phân khúc giá khoảng 6 triệu đồng mà thôi. Về giao diện camera thì chúng ta sẽ thấy ngay đây là một giao diện cực kỳ quen thuộc của Xiaomi, tất cả các sản phẩm đều tương tự như vậy. Các cái chế độ của máy thì sẽ được show hết ở bên dưới và chúng ta chỉ cần vuốt qua lại để chọn thôi. Nổi bật ở đây có thể nhắc tới đó là chế độ ban đêm và chế độ chuyên nghiệp. Đó, ở trong chế độ chuyên nghiệp này thì nó cho mình tùy chỉnh rất nhiều thông số, ví dụ như là tốc độ này, các bạn có thể cao nhất phơi sáng lên tới 32 giây.
Đó, một điều kỳ tuyệt vời. Và có thể tùy chọn được hai loại ống kính khác nhau, có nghĩa là các bạn có thể phơi sáng bằng cả ống kính góc rộng lẫn là góc thường. Đây là ISO, ISO của máy cao nhất là 1600 mà thôi. Điều này thì cũng bình thường, không có gì là ấn tượng lắm. Và ở trong chế độ chuyên nghiệp này thì các bạn có thể chọn được cái độ phân giải là 48 megapixel. Và tất nhiên nó sẽ không hỗ trợ được AI hay HDR trong chế độ này. Bù lại thì các bạn sẽ có một ảnh với độ chi tiết cực kỳ cao mà cái camera thường của máy thì khó cho gòng nó để đạt được. Còn đây là chế độ ban đêm. Chế độ ban đêm thì cũng cho phép chúng ta tùy chọn là ống kính 1x và 2x. Đó. Và khi chụp bằng chế độ ban đêm thì các bạn hãy lưu ý giữ chắc tay cho mình khoảng 3 giây, bởi vì là cái tốc độ xử lý của máy nó hơi bị chậm hơn so với những flagship của Xiaomi. Vì vậy là các bạn phải giữ chặt tay, không là nó sẽ bị nhòe. Ở phần ảnh này thì chúng ta sẽ tùy chọn HDR ở trên này. Đó, HDR AI bật sẵn. Đó. Và tùy chọn được 3 cái ống kính. Đây là ống 2x này và đây là ống góc rộng. Đó, ống góc rộng. Tùy chọn ở đây. Chúng ta hãy xem qua một vài bức ảnh mà Xiaomi Mi A3 chụp được nhé. Ở đây là một cái ảnh chụp bằng ống kính góc rộng. Các bạn có thể nhìn thấy màu trời cực kỳ là nổi. Và tất nhiên là xem trên màn hình của Mi A3 thì nó sẽ như thế này. Và xem trên màn hình khác thì mình nói rồi, nó sẽ bị nhạt hơn một chút. Các bạn phải lưu ý chỉnh lại. Tuy nhiên thì cái độ chi tiết rất là tốt luôn. 8 megapixel thôi, tuy nhiên độ chi tiết cực kỳ tốt. Đây là một bức ảnh chụp bằng ống kính 2x. Còn đây là ống kính thường. Đây là một bức hình mình chụp bằng ống kính thường ở độ phân giải bình thường và với chế độ HDR thì các bạn có nhìn thấy những cái góc tối này nó sẽ được tái hiện lại tốt hơn. Còn đây là bức ảnh mà mình chụp bằng ống kính 48 megapixel, độ chi tiết sẽ tốt hơn một chút, tuy nhiên thì nó sẽ không dùng được cái bộ lọc HDR. Đây các bạn nhìn thấy chỗ này nó bị mất cái chi tiết đi, có nghĩa là HDR trên chiếc máy này hoạt động cực kỳ hiệu quả. Và đây là một bức ảnh mình chụp bằng phơi sáng một giây thôi, chỉ một giây thôi, bởi vì là nó nếu mà cao hơn nữa thì cái chỗ này sẽ bị cháy sáng. Đấy, các bạn nhìn thấy khá là tốt đúng không? Cái màu sắc lên tốt và độ nhiễu hạt ở mức vừa phải. Đây là ảnh chụp bằng chế độ thường và đây là chụp bằng chế độ ban đêm. Chế độ ban đêm thì nó sẽ phơi sáng lâu hơn một chút, thì vì vậy nó sẽ bị nhòe cái vật thể này. Tuy nhiên thì bù lại các bạn sẽ có một ánh sáng kiểm soát cực kỳ là tốt. Chế độ ban đêm này cũng hoạt động ổn định. Nhận xét về ảnh chụp của Mi A3 thì mình thấy cái thuật toán xử lý ảnh của Xiaomi có phần tương đồng với Samsung, có nghĩa là nó sẽ làm mịn ảnh hơn, khử nhiễu. Tuy nhiên thì ảnh sẽ hơi một chút bị nhòe và cái màu sắc thì rất là nổi bật. Mình thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa Xiaomi và Samsung trên chiếc máy này. Đặc biệt là khi kết hợp với cái màn hình nó cũng nổi khối như thế này nữa thì nó càng giống với ảnh của Samsung. Điều này các bạn có thể thích hoặc không thích, nhưng với mình cực kỳ hài lòng với cái chất lượng chụp như thế này với phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Về hiệu năng thì Xiaomi Mi A3 sử dụng vi xử lý Snapdragon 665 và bộ nhớ RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Đây là một cấu hình rất là đủ dùng với những cái tác vụ bình thường, và kể cả mình có chơi game, một số game ở đây như là PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile thì các bạn có thể nhìn thấy ngay cái điểm mà mình show ở đây. Mình sẽ sử dụng phần mềm GameBench để có thể đo được cái hiệu năng của chiếc máy này. Và với tựa game là Liên Quân Mobile cực kỳ phổ biến thì máy đạt được FPS trung bình khoảng 60 và độ ổn định là 81%. Tuy nhiên cái độ ổn định này nó không ảnh hưởng đến quá nhiều trong quá trình chơi của mình và mình không cảm thấy sự giật lag gì cả trong quá trình chơi. Và cái mức đồ họa mình thiết lập đây là mức đồ họa cao nhất và mình cũng bật cái chế độ đẩy FPS lên cao nhất và nó đạt được 60 FPS cực kỳ là tốt. Chuyển qua tựa game thứ hai, đó là một tựa game cũng phổ biến không kém và ngốn cấu hình cực kỳ, đó là PUBG Mobile. Thì máy đạt được tốc độ khung hình trung bình khoảng là 30 FPS ở đây. Và độ ổn định thì cao hơn tựa game trước, đó là 93%. Và trải nghiệm thực tế là cũng phản ánh được đúng cái thông số này và nó không bị giật lag gì cả và chơi hoàn toàn mượn mà. Những cái pha combat thì hoàn hảo với chiếc Mi A3 này, các bạn không thể phàn nàn nhiều. Còn với những bạn yêu cầu con số cụ thể như là AnTuTu Benchmark hay là Geekbench hay là CPU-Z thì mình sẽ để một hình ngay đây để các bạn có thể tham khảo. Mi A3 thì sở hữu một viên pin lên tới 4030mAh và có sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C. Kết hợp với cái màn hình chỉ có độ phân giải là HD mà thôi như mình đã nói ở trên thì Mi A3 cho một thời lượng pin cực kỳ là tốt. Và mình cực kỳ là vất vả khi mà có thể test được pin của chiếc máy này từ 100 xuống 0%. Kể cả là mình có xem phim trong 1 giờ đồng hồ thì máy tụt khoảng 7% pin mà thôi. Đây là một con số cực kỳ đáng nể. Và đến đây thì mình cũng hiểu tại sao mà Xiaomi chỉ trang bị cho chiếc máy này một màn hình HD mà thôi. Đó đổi lại là một thời lượng pin cực kỳ là khủng khiếp. Về thời gian on screen thì chiếc máy này đạt khoảng 6 đến 7 tiếng là chuyện bình thường. Và đây là một thời lượng pin cực kỳ tốt cho các bạn có thể sử dụng
suốt cả ngày mà sang đến ngày thứ hai cũng không phải lo lắng quá là nhiều. Tổng kết lại, Mi A3 là một chiếc máy trong khoảng 6 triệu đồng với màn hình độ phân giải HD, tuy nhiên thì màu sắc rực rỡ, có hệ thống camera nổi bật với là camera cảm biến chính 48 megapixel, camera selfie lên tới 32 megapixel, sử dụng cổng USB Type-C có sạc nhanh 18W, thời lượng pin khủng và viên pin cũng khủng. Hiệu năng của chiếc máy này thì không phải bàn cãi quá nhiều bởi vì nó cân được rất tốt những cái tựa game phổ biến hiện nay như PUBG Mobile hay League Mobile. Và đó là bài trên tay và trải nghiệm nhanh qua 48 giờ sử dụng chiếc Mi A3 này. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì hãy comment ở phía bên dưới. Còn với mình, Mi A3 hoàn toàn thuyết phục mình trong thuốc khoảng 6 triệu đồng và mình cực kỳ hài lòng khi sử dụng chiếc máy này. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho chúng mình nhé. Ok, xin cảm ơn.